Xin chào anh em. Từ khi bị giảm biến tướng ở chiêu 2, Omen vẫn luôn là bị tướng tin dùng của TNG. Đa số ông ta sợ có bị tướng pháp khỏe bắt chủ lực như kiểu Zata rồi tu lên, nhưng lại đang loay hoay chọn tướng không biết làm sao để khắc chế. Vậy thì Omen là lựa chọn cho bạn. Đi solo hay là trợ thủ đều rất là mạnh. Các tướng sông đam phải bó tay. Và anh em ơi, nếu có nhu cầu mua nick rẻ, lại VIP, lấy ngay tngshop.vn nhá. Bao bảo hành uy tín luôn. Ok nhá, rất là nhiều anh em yêu cầu TNG là về vị tướng Omen, và quan trọng là ở vai trò đi trợ thủ cơ. Bởi vì TNG làm đi sừng và solo quá nhiều rồi. Ok, đáp ứng yêu cầu của anh em luôn. Cái các bạn cần ư, chỉ cần comment thôi và đợi TNG gửi quà tặng tới cho anh em nhá. Điều các bạn cần làm tiếp theo chính là tặng cho TNG một like là TNG vui lắm rồi anh em. Động lực cực kỳ to lớn đấy. Chơi bị tướng Omen ấy, cái điều quan trọng các bạn phải nhớ chính là sử dụng chiêu 2 đúng lúc và lên một cái lối đồ hợp với từng trận đấu. Ví dụ trận đấu này đi, góc trái mình của anh em đó chính là trang bị và phù hiệu Charm Game sử dụng nhá. Bởi vì đi trợ thủ mà, nên cái phù hiệu đó chính là mộc giáp Charm Game tin dùng nhất, thay vì đó là tinh linh khi mà chúng ta hay đi solo đường. Nhưng về cái phần bảng ngọc ấy, các bạn có thể cầm cái bảng ngọc tanh nhá. Nhưng mà kiểu là thói quen Charm Game ấy, kiểu là đi trợ thủ cũng muốn có một chút gì đấy gánh gánh về tầm giữa game. Lỡ gặp thằng xạ thủ nó ngáo thì mình còn có cái gì để gỡ gạc đúng không ạ? Đó là lý do vì sao Charm Game sử dụng đó chính là bảng ngọc tốc độ đánh. Nhưng mà TNG vẫn khuyên anh em nếu mà đi trợ thủ ấy, sử dụng bảng ngọc máu nhá, thì nó sẽ ok nhất. Ôi thanh niên này trâu thế nhở, nội tại anh em ạ. Ui ui trời ơi, căng. Ad ơi, dây hộ vệ có giảm được đam sát thương chuẩn hay không? Câu trả lời là có. Dây hộ vệ không chỉ là giảm được sát thương tay, sát thương vật lý, mà còn giảm được cả cái lượng sát thương chuẩn. Nếu bạn không tin, có thể vào đấu luyện test thử với Malok, test thử với Arduin sử dụng chiêu 2 thì các bạn sẽ thấy được điều đó nhá. Chứ TNG không phải là nói phép đâu. Test cả cho anh em rồi đấy thì mới có thể trả lời cho anh em cách chính xác nhất. Nên các bạn kể cả là đối đầu có bị tướng sang chuẩn nhá, ở đầu game vẫn có thể lên. Mặc dù là nó cũng giảm không được gọi là quá nhiều, nhưng mà là có nha các bạn nhá. Vậy căng thẳng thực sự. Team địch cũng không phải dạng vừa, khi mà gặp mặt ấy là oánh nhau ngay. Các bạn coi đi ạ, chưa đến phút thứ tư mà đã TNG đã đến có KDA là 10 ở bên mình nha anh em nhá, và bên địch là 6 rồi, tức là đánh nhau rất là nhiều. Đi đánh đơn mà anh em, thằng nào gặp nhau cũng hổ báo lắm anh em ạ, kiểu là khè nhau luôn. Đây, mình sẽ xích cái thằng này lại. Các bạn ơi, chơi Omen hay kể cả là bị tướng khác ấy, đừng bao giờ tích chiêu nếu có cơ hội và căn đủ đam. Bởi vì chiêu thức ấy có thể hồi cơ mà. Ad ơi, nếu mấy trang bị nhà mặt nạ Berit, sách truy hồn ở cái phiên bản là phong vân cầu trường bị xóa đi hồi năng lượng thì có nên lên cái dây truyền lục bảo không? Câu trả lời Charm Game là không. Và đây là ba món đồ mà TNG thay thế cho cái dây truyền lục bảo đó, tùy theo chất tướng của anh em nhá. Ô la la, ui, sử dụng chiêu quên né luôn kìa. Không sao anh em ạ, chúng ta chỉ cần gây áp lực thôi. Ôi trời ơi, khổ thân anh Ngộ Khỉ. Anh ấy solo kill VDS nha, bị oánh lại anh em ạ. May mà con Aoi giúp đẩy đường luôn. Ê ê ê ê ê ê, các bạn làm gì ấy, các bạn làm gì đấy? Tôi có chiêu 2 mà, tôi sợ bạn á. Anh em nhớ nhá, cái thằng Quillen ấy, nó chọc trước mặt mình ấy, nó có gây được bao nhiêu đam lắm đâu. Nên mình không sợ, mình thoải mái chơi luôn nào. Đấy, khổ thân anh Hayate, anh ấy cố thủ với trụ anh em ạ. Thế là bị thên với lại Joker nó oánh cho bầm dập mặt mũi luôn. Ê ê ê ê, tốc biến đấy bạn ơi, tốc biến hộ cái. Không tốc biến được là xong rồi. Hôm nay thì cái giọng của TNG thì vẫn chưa hết cái tin mũi anh em ạ. Khổ, thời tiết thay đổi thường xuyên thất thường. Anh em để ý không, mùa đông gì mà lại còn không thấy lạnh gì. Mùa đông mà TNG còn đang mặc quần đùi này. Tức là TNG đang ở phía Bắc nha anh em nhá. Đấy, Đông Bắc, nói chung là 97BK. Đấy, pha này là thôi chịu anh em ơi. Pha này là tôi tính là ao nhây đấy, nhưng mà nghĩ rằng dùng tốc biến không chạy được. Thôi, nên bán cũng được, về cho nó nhanh. Cho em hỏi là anh Charm Game là tướng nào mạnh mùa 24 để em cân nhắc mua tướng và nâng ngọc. Ok nhá, vào ngay kênh Charm Game, có đầy đủ Sally từng vị trí cho anh em luôn. Các bạn lười quá à, TNG làm đầy đủ cho anh em mà, chỉ là các bạn chưa biết cách xem thôi. Đây, chói. Ui trời ơi, chói được bé này à? Không sao anh ạ, bé này cũng được. Bởi vì Hayate chúng ta là cái lượng sang chuẩn rất là to nha anh em nhá. Tính là chói cái thằng Quillen cơ, nhưng mà nó nhúc nhúc ở đấy, thành ra thôi xích luôn. Chúng thằng nào cũng được anh em ạ, chúng thằng nào cũng được. Trang bị mà TNG đang lên đó chỉ là cái đao truyền, chủ yếu là để mà trị cái thằng VSS này, một chút hồi phục từ thằng Thên này,
Đúng ạ, đó là hai mục tiêu mà TNG nhắm tới. Bởi vì các bạn biết đó, Liliana ấy, nếu mà để nó lên sách ấy, thì thực sự nó ở giai đoạn đầu lăn của tuyết khó lắm. Nên TNG sẽ là người lên thay. Bởi vì mình lên được mà anh em, mình lên được là mình lên thay. Đây 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 đây, con mồi rồi. Kéo về nè, đấy, xích vào. Đấy, tuyệt vời chưa, tuyệt vời chưa. Cái pha này là ăn chắc ấy, thì TNG mới sử dụng chiêu 2 để tăng tốc chói kẻ địch thôi. Còn nếu mà cái pha nào mà các bạn không ăn chắc hoặc là nghĩ là thiếu đam ấy, thì đừng có vội vàng sử dụng chiêu 2 nhá. TNG làm thêm các video hướng dẫn đồ của tuyển thủ đi, ok nhá. Hàng ngày TNG vẫn đang gửi tới cho anh em là 5 vị trí của tuyển thủ sử dụng các vị tướng nhiều nhất của APL 2022. Nếu các bạn theo dõi kênh Trảm Game thấy được điều đó. Và rất là nhiều anh em bảo rằng lên đồ theo tuyển thủ ấy và sử dụng một vài lối chơi, một vài vị tướng ấy thì thấy rất là hiệu quả, ok nhá. Trảm Game cũng rất là vui khi mà góp được cái phần nhỏ nào đấy có thể truyền bá thêm những cái cách pick rồi lượt pick hay ho và thú vị gửi tới cho anh em. Và quan trọng là đồ đạc hợp lý nhá, anh em phải áp dụng ở trong đây. Nếu mà các bạn muốn xem thêm các series về APL ấy và các cách chơi của các tuyển thủ ấy thì đừng quên vào ngay bấm vào kênh Trải Game nhá, sẽ có đầy đủ clip TNG gửi đầy đủ cho anh em luôn. Đây đây đây, đang rất là đông anh em, 1 2 3 4 thằng ạ. Nhưng mà xạ thủ của địch thì lên bảng điểm số rồi, có thể chơi được nhá. VS thấm máu nè, xích một bé trước. Ôi giời ơi, tuyệt vời anh em ơi, chúng bé VS rồi. Bé VS không biết là có biết là mình lên down chiều này không. Còn bé Quillen này thì thất bại thực sự rồi. Bé Quillen bị Hayate chăn gà nhá. Ad cho em hỏi. Ôi, câu luôn. Ôi giời ơi, núp bụi anh em ơi, núp bụi không sợ nhá. Ad cho em hỏi là muốn chơi zone lắm mà toàn bị cái địch ganh thôi, phải làm sao đây? Bạn có gáy câu gì ở đầu game không? Tại sao kẻ địch lại chăm sóc bạn kín như vậy? Thôi thì bây giờ chỉ có farm thôi bạn ạ. Farm nhá, cố gắng farm tối đa đi. Cầm luyện kim các kiểu rồi sử dụng chiêu 2 farm tối đa đi. Và cầu mong là nếu kẻ địch mài ganh bạn ấy, nó sẽ gặp sai lầm. Và đồng đội của anh em ấy sẽ được kéo lết. Bạn sẽ được kéo lết, bạn có đồ, bạn vẫn có thể phản ganh cơ mà. TNG kể cho bạn một câu chuyện này. Tức là hôm trước ấy, TNG chơi nhá, một trận đấu nhá, là bị đánh tận nhà rồi, bị nổ 3 đường mega rồi, nhưng mà bọn mình vẫn kéo trận đấu đến tận 20 mấy phút và vẫn có thể lật kèo các bạn ấy. Tức là muốn truyền cảm hứng cho anh em một chút là không vấn đề gì nha anh em nhá, không vấn đề gì cả. Kể cả là ở đầu game các bạn thọt đấy, các bạn cứ chơi thoải mái đi, đừng có buông xuôi sớm khi mà nhà chính của anh em chưa nổ. Đấy là bí kíp cho anh em có thể đi đánh đơn dễ dàng hơn. Là một thằng đi trợ thủ ấy, điều quan trọng vẫn là tầm nhìn thôi anh em ạ. Các bạn phải cung cấp cái tầm nhìn và đôi khi ấy vẫn phải liên tục kiểm tra những bụi nguy hiểm để giúp đồng đội thể an toàn hơn. Trải game trận đấu này là lên không lên đồ soi bởi vì thằng Quillen nó yếu quá anh em ạ. Đây, Quillen Kaya có 4-4-4, quẹt cái thằng Hayate còn chẳng ăn ai thì đấm đánh ai ạ. Thôi thì TNG lên cái lên cái đồ gọi là tăng giáp ảo để giúp anh em tối ưu hơn khi đối đầu bọn kiểu là Joker hay là Zata. Em chơi theo nát nên cấm tướng gì cho an toàn đây? TNG nghĩ là cấm con Batman đi. Còn lại các vị tướng khác thì hên xui lắm, không cấm cũng được chẳng sao. Còn nếu mà bạn ghét ấy, thì TNG nghĩ rằng cấm một Batman đi là ok nhất. Đấy, anh Quillen thọt, anh ấy có dám ra đây anh em, anh ấy thọt mà. Thanh niên thọt có dám ra đâu, sợ mình xích vào. Còn bây giờ Zata không tuổi luôn nha anh em nhá. Zata không tuổi luôn ạ, kết hợp chiêu 2 nè, rồi búp giáp nè, rồi huấn nhân choi trên người này. Zata không chỉ có khóc ré anh em nhá. TNG chuẩn bị lên cái đồ trang bị gọi là để đối đầu, gọi là để mà trị bọn sốc đam nhanh, tức là bọn sốc đam một nhịp tức thời, kiểu dạng bọn ngộ khỉ nè, bọn Joker đúng không ạ. Và sau khi lên xong ấy thì TNG sẽ lên đồ, đó chính là gì anh em biết không ạ? Đó chính là cái thuấn nhâm thạch. Với cái thuấn nhâm thạch các bạn có phải nhớ, thuấn nhâm thạch là một trong những trang bị khi kết hợp với mục giáp ấy. Mục giáp là khi bạn kích hoạt đúng không ạ, sẽ được hóa giải khống chế. Đây đây đây, TNG sẽ tóm cái thằng này. Trời ơi, cái thanh niên kia mình chưa kịp tóm, nó bị lên bảng điểm số rồi anh em ơi. Đấy, châu chưa, xích lại nào. Chạy đâu. Thuấn nhâm thạch là một trong những trang bị giúp anh em có thể ao khả năng hồi phục của các vị tướng kiểu là VDS hoặc là các vị tướng xạ thủ sử dụng cung tà ma. Khi bạn kích cái thuấn nhâm thạch lên đấy, bọn VDS dù là nó quay nội tại chúng hay là bọn xạ thủ nó lên cung tà ma, bọn nó đều không được hồi máu, các bạn nhớ nhá. Và quan trọng là thuấn nhâm thạch ấy các bạn có thể kích hoạt được kể cả khi bạn đang bị chịu khống chế, đang bị chịu khống chế vẫn có thể kích hoạt được. Đặc biệt là mình lên cái đồ gọi là có tanh như kiểu là của gọi là của Omen ấy, thì chắc chắn anh em sẽ dễ dàng búp được cái lớp ảo rất là dày. Anh em đừng quên đặt câu hỏi dưới video để tương tác nhá.